Chào Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết có thể có tới hàng trăm công dân hoa kỳ đã bị kẹt ở giải gaza và có lẽ trở thành con tin trong tay của hamas Bản tin mới nhất cho biết có khoảng 500 công dân Hoa Kỳ đã bị kẹt ở giải Gaza, không thể trở về nhà theo tường trình của hàng loạt các bản tin báo cáo. Và con số vẫn không biết được chính xác. Tuy nhiên, thì à, Bộ Quốc phòng của Do Thái là IDF cho biết có khoảng 230 công dân Hoa Kỳ đang bị bắt giữ bởi Hamas ở tại giải Gaza, theo tạp chí Forbes đã tường trình vào ngày thứ Ba. Và các à, cùng à, tin khác cho nói rằng con số này cao hơn khoảng 500 người. Trong khi đó, thì à, trước ủy ban của thường viện và đặc trách về vấn đề gọi là ngân sách quốc gia thì bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ là Anthony Blinken cho biết chúng tôi đang làm việc mỗi một ngày và chúng tôi có khoảng 400 công dân Hoa Kỳ và gia đình của họ và khoảng 1.000 người đang bị kẹt tại giải Gaza và đang tìm cách ra khỏi chỗ này trong khi đó, thì tờ Washington Post báo cáo vào ngày 20 tây tháng 10 là ít nhất 400 công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ làm con tin ở giải Gaza, không thể rời ra khỏi bởi bởi vì không ai được phép rời khỏi cái khu vực này trong thời điểm đó. À, riêng biệt, thì chính quyền của Joe bên tin rằng có khoảng 500 công dân Hoa Kỳ đã bị kẹt ở trong giải Gaza và không phải là con tin. Tuy nhiên, họ không thể ra rời ra khỏi được bởi vì cuộc tấn công của Hamas và gần như là họ không thể rời khỏi sau khi có cuộc tấn công quân sự trả đũa của Hoa Kỳ. Đó là báo cáo của tờ Washington Post đưa ra. Trong khi đó, thì đài truyền hình CBS cho biết, trong ngày thứ năm là chính phủ Hoa Kỳ ước lượng của khoảng từ 500 tới 600 công dân Hoa Kỳ nằm trong số 2.3 triệu người Palestine đã bị kẹt ở giải Gaza và trong đó do Thái hoàn toàn đã bắt đầu à, kiểm soát tất cả khu vực của à, phía Bắc của giải Gaza trong lúc mà Hamas đang tìm cách gọi là có cuộc tấn công chưa từng có vào ngày 7 tây tháng 10 với hàng trăm công dân Hoa Kỳ đang tìm cách rời khỏi à, khu vực này thì chúng ta thấy rõ là dường như họ vẫn không có cách nào rời khỏi giải Gaza thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Đảng Cộng hòa ở Tennessee đã bỏ trên trang platform X là Tòa Bạch Ốc đã thừa nhận Hamas đã bắt giữ gần 500 công dân Hoa Kỳ làm con tin. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất được đưa ra và hàng loạt các nguồn tin đều tường trình như trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tòa Bạch Ốc đã bắt đầu phát triển một cái chiến dịch chống lại chủ nghĩa chiến lược bài của hồi giáo, đó là phần của Joe Biden chính quyền của Jordan đang chuẩn bị loan báo phát triển một cái chiến lược quốc gia chống lại tình trạng gọi sợ hãi hoặc bài trừ hồi giáo ở những người dân à, trong đó gần như đang có đang gây tổn thương cho một số những cộng đồng hồi giáo tại Hoa Kỳ à, trong lúc mà có cuộc chiến của ha, do Thái tấn công vào các vị trí của Hamas Tòa Bạch Ốc đã loan báo một cái uh, dự định nguyên thủy dự tính sẽ diễn ra vào tuần trước trong lúc mà ông Joe Biden đã gặp gỡ với các lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo tại đây. Tuy nhiên nó đã bị trì hoãn lại theo tường trình cho biết và ít nhất có hai người trong họ nói rằng việc trì hoãn này là sự lo ngại từ cộng đồng Hồi giáo ở trong lúc mà chính quyền đã thiếu một cái sự tín dụng để cung cấp cái uh, gần như hỗ trợ hoàn toàn cho phía của do thái và chống lại nhóm dân quân hamas và khiến cho hàng ngàn người đã bị thiệt mạng tại giải gaza và những người này đã đưa ra trong một cái yêu cầu giấu tên nói rằng họ không được phép nói chuyện với công chúng thảo luận về cái dự tính của tòa bạch ốc và chiến dịch gọi là anti islamophobia tức là một cái chiến dịch chống lại cái chủ nghĩa sợ hãi với hồi giáo đã được phát động trong vài tháng qua tuy nhiên nó đã bị trì hoãn nhiều lần và trước khi mà có một cái cuộc khủng bố của hamas vào khu vực của do thái và bùng phát một cái chủ nghĩa bài do thái đã gia tăng trong thời gian gần đây đây được xem là một trong những cái chiến lược của chính quyền cho bên dự tính sẽ thông báo trong tuần này cùng một lượt thì một số những cái trường đại học ở Hoa Kỳ đã bắt đầu có những biến động trong cái chủ nghĩa bài do thái đầu tiên hết là một uh, sinh viên của trường đại học Yale cho biết là bài viết của cô đã bị uh, chỉnh sửa bởi trường đại học Yale khi mà cô nói về tình trạng tàn ác của nhóm Hamas một uh, sinh viên của trường đại học giao người đã ủng hộ cho do thái viết một cái bài trên trang giao daily news và sau đó đã bị biên tập lại mà cô không hề biết đã lên tiếng phát biểu vào ngày thứ ba trong cái bản bài viết à, bình luận vào ngày 12 tháng 10 bởi saha Tarek à, với tựa đề là giao uh, for palestine uh, a hate group tức là một cái nhan đề của cái uh, bài viết này đã bị uh, điều chỉnh và đã bị chỉnh sửa bởi uh, tổng biên tập và bài viết này đã được chỉnh sửa lại theo cái kiểu gọi là có lợi cho phía của Hamas và Tarab cho biết rằng cô không biết được rằng là cái bài viết của cô đã bị chỉnh sửa bởi cái tờ báo Yelp Daily News và cô phát biểu với tờ Washington Beacon là sinh viên gần như đây là một tờ báo của sinh viên à, hoàn toàn độc lập và nó đã bị à, định, điều điều chỉnh và gần như là không có lên án cái việc mà Hamas đã tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của sinh viên đã đưa ra. Cùng một lượt thì à, trong đó thì à, phía của Yale đã đưa ra một cái phản ứng ngay sau khi mà nói rằng cái bài viết của cô đã bị chỉnh sửa. Tờ báo Yeo Daily News đã đưa ra một cái lời giải thích về việc mà tổng biên tập của tờ báo này đã sửa một cái đoạn văn và một cái tựa đề của một người ủng hộ Do Thái và trong đó nói rằng là việc này đã có những cái căn bản và nói rằng đây là một cái sự quy trách nhiệm vô lý. Trong đó thì đạo học giao cho biết rằng là họ không có hề chỉnh sửa mà đây họ chỉ là điều chỉnh lại những ngôn ngữ cho thích hợp mà thôi. Đó là một phần giải thích của đại học giao. Trong khi đó thì lãnh đạo của các trường đại học do thái đã lên án gây gắt về tình trạng mà có chủ nghĩa bài do thái ở trong các trường học ở hải ngoại. Bản tin mới nhất cho biết thì lãnh đạo của các trường đại học ở do Thái đã gửi một lá thư cho tất cả những đồng nghiệp của họ trên toàn thế giới bày tỏ sự lo ngại về cái chủ nghĩa bài do Thái diễn ra ở trong các khuôn viên trường đại học, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Hãng, uh, hiệp hội của uh, các trường đại học ở tại do Thái đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các lãnh đạo của các trường đại học ở bên ngoài nước do Thái và trong đó nói rằng là họ đã tìm cách gọi là phát động cái chủ nghĩa bài do Thái sau khi mà có cuộc chiến giữa do Thái và Hamas điều này không hiểu được là các trường đại học à, ở trong các khuôn viên này đã trở thành một cái nơi phát tán tất cả những cái chủ nghĩa bài do thái và, và chủ nghĩa gọi là chống lại sự phục quốc của người do thái rõ ràng là nó đã tạo ra một cái cuộc tranh chấp lớn đó là một trong những cái thông báo mà họ đã viết ra cho các trường đại học trên toàn thế giới và được nhìn thấy bởi hãng thông tấn AP việc mà quyền tự do ngôn luận là cái, địa, cái tầm quan trọng của các cái ngành giáo dục tự do tuy nhiên thì à, việc thao túng điều này đã dẫn tới những ngôn ngữ, ngữ thư, thù hận và tìm cách xác nhận những hành động bạo động đây là một trong những cái lá thư mà trường đại học của do thái và hiệp hội trường đại học do thái đã lên tiếng và nói rằng là đã có một cái chủ nghĩa bài do thái đã được thúc đẩy bởi một số trường đại học trên thế giới Cùng một lượt thì trường đại học Cornell đã cho biết rằng là họ đang sợ hãi khi mà những thành phần được xem là ủng hộ cho Palestine đã có hành động đe dọa tới họ. Bản tin mới nhất cho biết thì một số sinh viên của Do Thái của trường đại học Cornell đã mô tả tình trạng kinh hoàng sau khi có sự đe dọa bởi một một số người tự nhận là những chiến binh của Hamas đã để lại những cái lời đe dọa là sẽ cắt cổ, hãm hiếp và tấn công họ. Trong ngày thứ ba thì Bộ Tư pháp loan báo là họ đã bắt được một nghi can 21 tuổi có tên là Patrick Dye, người đàm đã, đã theo học ở tại trường đại học Cornell. Và trong đó ông này đã bị cáo buộc là đã đe dọa đâm cắt cổ và hãm hiếp những phụ nữ người do thái cũng như là sát hại những người do thái và kể cả việc chặt đầu những em bé của người do thái trong một cái thông cáo báo chí và tòa án cho thấy rằng là nhân vật này đã có những cái lời đe dọa gây gắt tới các sinh viên do thái và tự nhận anh ta là một chiến binh của hamas và gọi người do thái là ác quỷ và vinh danh cái sự hy sinh và tấn công của hamas đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của những và kẻ được xem là ủng hộ cho Palestine và ủng hộ cho Hamas đã đe dọa tới à, các sinh viên gốc do Thái. Một sinh viên khác có tên gọi là Amanda Simpson à, đã chỉ trích à, giáo sư trường đại học này ở trường đại học ở tại khu vực này đã có một chiến dịch gọi là tuyên truyền chống lại người do Thái. Trong lúc mà bà nói rằng bà cảm thấy rất kinh hoàng khi bước chân vào trường đại học. Đây được xem là cái môi trường được xem là có đầy tính chất thù nghịch ở trong cái à, chính quyền của trên ở, ở, ở trong các cái khuôn viên trường đại học và khiến cho nhiều sinh viên gốc do thái đã phải sợ hãi và không dám bước chân vào trường học cùng một lượt thì ứng cử viên của đảng cộng hòa trong cái vai trò tranh cử vào tổng thống là bà Nikki Haley đã lên tiếng và yêu cầu tất cả những cái việc mà ủng hộ cho cái chủ nghĩa khủng bố của do thái cần phải được xác nhận và phải ngăn chặn tất cả những thành phần này có thể làm việc trong tất cả những cái công ty ở hoa kỳ trong tương lai Bà Nikki Haley đã lên tiếng và nói rằng các công ty của Hoa Kỳ không nên thuê mướn bất kỳ một kẻ nào mà hỗ trợ cho cái cuộc tấn công khủng bố của nhóm Hamas. Bà Haley lên tiếng và nói rằng trong vai trò là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà biết được có những quốc gia thành viên tin rằng Hamas là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, bà tin rằng cũng có một số những tờ tổ chức vẫn chưa hiểu rõ Hamas và vẫn xem Hamas là một cánh chính trị. Tôi đặc biệt là từ Liên Hiệp Quốc và quý vị nghĩ rằng khi mà tôi làm việc ở liên hiệp quốc tôi đã làm việc ở đó, đó mỗi một ngày và tranh đấu mỗi một ngày những gì tôi nhìn thấy được là họ đang tìm cách truyền bá tất cả các cái khuôn viên trường đại học của chúng ta về một cái chủ nghĩa bài do thái và quý vị nói đó và tòa họ những giáo sư tại đây gần như là họ tìm cách gọi là Trời, truyền bá cái điều này một cách khéo léo và bà chỉ ra cho họ thấy Hamas đã giết ít nhất là 33 công dân Hoa Kỳ và bắt giữ ít nhất là 20 con tin Hoa Kỳ khi mà họ tấn công vào trong lãnh thổ do Thái và bà chỉ ra cho thấy là cần thiết nhất là các trường đại học phải có một cái hành động rõ ràng nếu như không thì sẽ gây ra một cái hậu quả lớn cho cái chủ nghĩa bài do Thái đang tồn tại tại Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cái dự luật và dành riêng cho do Thái hỗ trợ cho do Thái mà được thông qua trên sàn Hạ viện đã bị phản đối ở sàn à, thượng viện và Joe Biden đe dọa sẽ phủ quyết các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng lên tiếng nghi ngờ về một cái nghị quyết à, và dự một cái dự luật về ngân sách à, 14.3 tỷ Mỹ kim hỗ trợ cho do Thái trong đó họ sẽ cắt giảm cái nguồn à, gân quỹ dành cho sở thuế của liên bang mà không có cung cấp cái nguồn và vũ khí cho phía của Ukraine thì ông Joe Biden đe dọa là sẽ phủ quyết nếu như mà cái dự luật này được thông qua. Đây được xem là dự luật đầu tiên dưới quyền của chủ tịch hạ viện là Mike Johnson cùng với lại các thành viên của đảng cộng hòa tại hạ viện công bố một cái dự luật riêng biệt chỉ dành hỗ trợ cho do thái bất kể ông joe binh đã đòi hỏi 106 tỷ mỹ kim cho tất cả những vấn đề hỗ trợ cho Do Thái, Ukraine hỗ trợ đối phó với Trung Quốc tại Indo-Pacific và kể cả cái vấn đề ngân sách cho biên giới của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì đảng Cộng hòa đang chiếm 221 phiếu trên 212 phiếu ở tại Hạ viện và họ có thể thông qua cái dự luật này. Ngược lại, đảng Dân Chủ thì đang nắm khoảng 51 trên 49 tại sàn Thượng viện và đây được xem là một trong những cuộc đối đầu gay gắt giữa phía Dân Chủ và phía Cộng hòa trong cái ngân sách gọi là tách rời các dự luật ra Và điều này chính quyền của Châu Minh tuyên bố Ông ta sẽ phủ quyết dự luật nếu như mà nó được đưa tới bàn của ông ta Đây là điều tệ hại cho Do Thái và khu vực Trung Đông Và cho cái vấn đề an ninh quốc gia của chúng ta Đó là lời phát biểu của một nhân vật thực được xem là phụ trách Về vấn đề quản lý ngân sách của Tòa Bà Đốc Đã đưa ra lời phát biểu như trên Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Đảng Cộng hòa đã gia tăng sự lo ngại báo động về tình trạng khủng bố sau khi di dân bất hợp pháp đã bắt đầu xâm nhập vào Hoa Kỳ với lại những cái thiết bị nổ. Bản tin mới nhất cho biết thì các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa lại báo động một lần nữa chính quyền của Joe Biden với chính sách tại biên giới đang gây nguy hiểm sau khi mà lực lượng tuần tra tại biên giới đã bắt được một số di dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới với những cái thiết bị nổ theo tường trình của thượng nghị sĩ John Parasso của đảng Cộng hòa tại Wyoming và nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy là à, chủ nghĩa khủng bố đã bắt đầu xâm nhập Hoa Kỳ qua ngã biên giới ông Parasso hiện nay là một trong những chủ tịch của à, quỹ ban của cái quỹ ban đặc trách về hội nghị đảng cộng hòa ở trên sàn thượng viện trong cuộc họp báo vào ngày 31 tây tháng 10 cùng với thượng nghị sĩ John Cony của đảng cộng hòa tại Texas Ted Cruz của Đảng Cộng hòa tại Texas và Pete Ricketts của Đảng Cộng hòa tại Nebraska tiếp theo chuyến viếng thăm họ tới biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Các thượng nghị sĩ này nói rằng 8 triệu người di dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới dưới thời của Joe Biden, à, trong đó gần như là họ đã mang theo một số những cái thiết bị nổ được phát hiện ở khu vực biên giới trong những ngày gần đây và đặc biệt là có tiềm năng gây khủng bố tại Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy được rất rõ ràng ở biên giới phía Nam và tình trạng gọi là tổn thương này do chính sách mở rộng biên giới của Joe Biden quốc gia chúng ta đang gia tăng rất nhiều những sự đe dọa tấn công khủng bố. Đó là lời phát biểu của ông Parasso đã đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày thứ ba. Và một vài ngày trước đây, thì cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới cho biết họ đã tịch thu được những cái thiết bị nổ của di dân bất hợp pháp đã mang vào hoa kỳ và trong đó gần như là có những cái uh, thiết bị và có những cái vật dụng để chế tạo tất cả những cái thuốc nổ và gây nổ tại hoa kỳ đây được xem là một trong những lời báo động mới nhất của các thành viên đảng cộng hòa sau khi mà số lượng người tràn vào biên giới rất đông và thiếu kiểm soát cùng một lượt thì ông christopher ray là giám đốc cơ quan điều hành fbi lên tiếng cảnh báo là sẽ có những cái uh, Cuộc khủng bố có thể xảy ra tại Hoa Kỳ sau khi mà ông ra điều trần vào ngày hôm qua 31 tây tháng 10. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong, ông James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm của Hạ viện lên tiếng cáo buộc Joe Biden đã nhận khoảng 40.000 Mỹ Kim trong cái mà ông gọi là rửa tiền từ Trung Quốc, từ tay của em trai ông ta, Chủ tịch ủy ban giám sát tại Hạ viện là ông James Comer lên tiếng cho biết ông Tổng thống Joe Biden năm 2017 đã nhận 40.000 Mỹ Kim ở trong một cái ông gọi là Lord the China Money, tức là rửa tiền từ Trung Quốc từ một cái chương mục ngân hàng của em trai ông ta và người em dâu của ông ta trong một cái check personal, tức một cái check cá nhân. Và trong đó nói rằng ông Tổng thống này đã cho thấy rằng là ông ta đã có những cái... Uh, uh, sự blackmail tức là sự uh, uy hiếp từ phía của Bắc Kinh À, ông James Comer đã chi tiết về trong một đoạn video được bỏ trên trang platform X vào sáng ngày thứ tư, trong đó phát hiện này sau khi mà ông đã tống trác cho các cái ngân hàng thương mại, à, trong đó à, đòi hỏi tất cả những chứng từ liên quan tới James Biden và Hunter Biden một phần trong cuộc điều tra của ông ta về các mối thương mại của gia đình Joe Biden với các đối tác nước ngoài và phải nhớ rằng Joe Biden nói với người dân Hoa Kỳ là ông ta không hề nhận bất kỳ tiền của Trung Quốc. Wow. Well, à, nó không phải chỉ là ông ta dối trá à, trong cái việc mà con trai ông ta kiếm tiền từ Trung Quốc và đồng thời nó cho thấy 40.000 Mỹ Kim tiền rửa tiền từ Trung Quốc đã được gửi vào cái ngân hàng của Joe Biden À, thông qua một cái check cá nhân và tất cả à, quỹ ban giám sát chúng tôi đều đã nhìn thấy điều này. Đó là lời phát biểu của ông James Comer đưa ra và trong đó ông Comer nói rằng Biden đã có được cái quyền lợi từ cái thỏa thuận trong gia đình của ông ta với lại cái công ty CEFC nằm dưới quyền điều hành của đảng cộng sản Trung Quốc và ông Comer nói rằng số tiền này đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 khi mà Hunter Biden đòi hỏi phải có 10 triệu mỹ kim chi trả từ một đối tác của công ty cefc của trung quốc và trên trang whatsapp một cái trang máy xét này ông ta nói rằng ông ta ngồi chung với thân phụ ông ta và cái uh, mạng lưới của biden uh, có thể là uh, có được liên hệ và ông ta sẽ không có làm gì hết nếu như không có tiền đó là lời phát biểu của ông James Comeruda. Hunter Biden trên trang WhatsApp đã lên tiếng cáo buộc và nói rằng cái đối tác Trung Quốc từ công ty năng lượng có tên gọi là Cefc và ông ta và thân phụ của ông ta sẽ đưa ra những quyết định mà khiến cho những người này hối hận và ông ta yêu cầu phải chuyển 10 triệu mỹ kim cho một cái công ty mà ông ta đã tham gia chung với Cefc được tên gọi là Sinohot Holding và điều này cho thấy rằng là Joe Biden và Hunter Biden đã có những cái liên hệ trực tiếp và tôi ngồi ở đây với cha của tôi và chúng tôi sẽ hiểu được những lời cam kết nào sẽ được thực hiện đó là lời phát biểu của ông Hunter Biden qua cái trang WhatsApp và trong đó ông ta nói với Henry Zhao là giám đốc của cái công ty quản lý về tài chính của công ty có tên gọi là harvest fund management và uh, z tức là giao uh, nếu tôi không có được cái cú điện thoại từ bất kỳ ai liên quan tới uh, người, cái vấn đề này ngoại trừ ông ra thì gian là một chủ tịch và tôi muốn uh, nói rõ ràng là giữa uh, người đàn ông nói chuyện với một người đàn ông với tôi và trong đó gần như mọi người đều biết uh, là tôi có khả năng và vĩnh viễn sẽ uh, quý vị sẽ không nhận được bất kỳ một cái uh, hướng dẫn nào của tôi và khi đó thì ông giao đã đáp tại là rằng CEFC sẽ sẵn sàng hợp tác với gia đình, ý nói là gia đình của Joe Biden. Và ông Comer trong đoạn video cho thấy là ông Hunter Biden đã tìm cách sử dụng và ít nhất là có 5 triệu Mỹ Kim đã là được chuyển qua từ ở cái công ty CEFC của Trung Quốc. Đây được xem là một chứng từ và mới nhất. Và trong cái bản báo cáo này thì ngày 8 tây tháng 8 năm 2017, 5 triệu Mỹ Kim này đã được gửi ra đến cho một cái công ty có tên là Houston West đệ tam và là một cái công ty thành lập giữa Hunter Biden và một nhân vật nằm trong cái công ty CEFC của Cộng sản của Quốc có tên là Go Wendong. Cùng một ngày thì sinh Tree đã gửi 400.000 Mỹ Kim cho tới một công ty gọi là Oswasco PC, một công ty khác được làm chủ bởi Hunter Biden theo tường trình của ông James Comer. Vài ngày sau đó là ngày 14 tây tháng 8 năm 2017 thì Hunter Biden đã chuyển 150.000 Mỹ Kim cho Lion ho Group, một công ty được làm chủ bởi James Biden và vợ của ông ta là Sarah Biden. Ngày 28 tây tháng 8 năm 2017, ông James ông Comer cho biết là Sarah Biden đã rút ra 50.000 Mỹ Kim tiền tươi, tức là tiền mặt từ Lion ho Group và sau đó bỏ vào trong cái uh, chương mục ngân hàng của bà ta và ông James Biden trong cái uh, tài cái chương mục cá nhân vài ngày sau đó thì Sarah Biden đã cắt giảm cái chép này và gửi cho Joe Biden 40.000 Mỹ kim theo tường trình cho biết và nó diễn ra vào ngày 3 tây tháng 9 năm 2017 và cái chép này rõ ràng là một cái bản đề là đề trong cái chép là loan payment tức là loan repayment tức là trả lại tiền vay nợ và ông Khmer cho biết kể cả trong cái chat này trong đó có 10% trong tổng số 400.000 Mỹ Kim gửi cho công ty của Hunter Biden là Owasco và trong đó cho thấy cũng đề là cái chữ loan repayment và điều này cho thấy là Joe Biden đã nhận được quyền lợi từ gia đình của ông ta bằng tiền mặt với tên của ông ta và số tiền từ Trung Quốc và không có ít hơn. Đây được xem là một bản báo cáo mới nhất mà ông James Comer đã công bố, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò của đài cực tả CNN cho thấy cựu tổng thống Trump đã dẫn trước 31 điểm ở tại South Carolina. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu tổng thống Trump gần như thống trị ở trong cái cuộc bầu cử của sơ bộ của Đảng Cộng hòa và đặc biệt là ở tiểu bang South Carolina, nơi mà cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông dẫn trước các đối thủ 31 điểm. Ông Trump được 53% trong cái chọn lựa đầu tiên theo tường trình của đài CNN công bố kết quả vào ngày thứ ba và cuộc thăm dò này cũng cho thấy 80% các cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa tại South Carolina cho biết họ thời gian gần đây ủng hộ cho ông Trump và sẵn sàng ủng hộ cho ông bằng bất kỳ giá nào so với những ứng cử viên khác. Cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina bà Nikki Haley đã về nhì với 22% được xem là chọn lựa thứ hai. Thống đốc của tiểu bang Florida là Ron DeSantis về thứ ba 11% và thượng nghị sĩ Tim Scott của South Carolina về hàng thứ tư là 6% và tất cả những người còn lại không ai quá 2%. Cuộc thăm dò của CNN cho thấy là ông Trump vẫn được ủng hộ mạnh mẽ từ South Carolina à, so với những đối thủ của ông và ông được ủng hộ mạnh mẽ bởi các cử tri là dưới 45 tuổi và 63% và những cử triên mà ủng hộ cho ông là những người rất bảo thủ 66% và tất cả những cái uh, gia đình nào mà có lợi tức khoảng mức thường niên 50.000 50.000 mỹ kim một năm là ủng hộ cho ông Trump lên tới 69% trong khi đó thì uh, 82% đa số những người ủng hộ cho ông Trump nói rằng họ sẽ ủng hộ cho cựu tổng thống và 42% ủng hộ cho bà holly uh, và 38% ủng hộ cho ông Ron DeSantis đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà cuộc thăm dò CNN đưa ra trong đó thì ông Trump lại được cái khối ôn hòa ủng hộ 41% trong khi đó thì những người khác là à, gia đình được xem là có cái mức lợi tức trung bình là 44% ở tuổi 45 là 49% và dẫn đầu so với là các ứng cử viên ông dẫn đầu trước tất cả mọi người và cuộc thăm dò này do CNN thực hiện cùng với lại SSRS vào ngày 18 cho tới ngày 23 tây tháng 10 và với 1.140 cử tri đã ghi danh ở tại South Carolina đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay đầu tiên hết là bản tin hai cảnh sát của Nam Hàn đã bị đâm ở bên ngoài một cái phụ tổng thống Bản tin mới nhất cho biết thì các giới chức của Nam Hàn đã trong ngày thứ ba đã bắt giữ một người đàn ông sau khi có hai cảnh sát đã bị đâm ở bên ngoài ngôi nhà của tổng thống ở tại thủ đô Seoul theo tường trình cảnh sát cho biết. Một trong những cảnh sát bị đâm ở bụng và người khác là bị đâm ở tay lúc 1 giờ 20 phút trưa sau khi các cảnh sát này tìm cách ngăn chặn người đàn ông khoảng 70 tuổi đang đứng ở bên ngoài cái khu nhà của Tổng thống theo tường trình của hãng thông tấn John Hap cho biết và hai cảnh sát này đã được điều trị tại bệnh viện. Hiện nay thì sở cảnh sát ở tại Hán Thành và ở Seoul cho biết à, biến cố này tuy nhiên họ không cho biết thêm chi tiết về nghi can và động cơ tấn công các cảnh sát ở bên ngoài cái nhà riêng của Tổng thống. Chính ra thì Tổng thống Nam Hàn phải ở tại tòa gọi là Uh, thanh cung tức là cái tòa uh, Blue House ở với tại uh, uh, nằm ở ngoại ô thủ đô Hán Thành tức là Seoul. Tuy nhiên khi mà ông uh, Yoon seok in lên làm tổng thống thì ông không muốn ở trong tòa thanh cung và ông dời cái địa chỉ của ông ở cái khu vực ở Bộ Quốc phòng ngay tại thủ đô Hãng Thành để dễ làm việc. Và việc này đã khiến cho cái tình trạng bảo vệ an ninh cái phủ tổng thống công trở nên chặt chẽ hơn. Và bây giờ là một cái biến cố mới cho thấy rằng là đang có nguy hiểm nhắm vào ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, giới tình báo của Đài Loan lên tiếng cáo buộc là Trung Quốc đang tìm cách tăng mùi khói súng ở tại khu vực eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã cố tình gia tăng cái mùi khói súng nhắm vào Đài Loan trong những năm qua và càng lúc đã càng có cái mức độ toà, cao hơn. Đó là lời phát biểu của một viên chức hàng đầu đặc trách về tình báo của Đài Loan đã cho biết vào ngày thứ tư. Sai Ming-yen được xem là giám đốc của cơ quan an ninh quốc gia gọi tắt là NSB đã đưa ra lời phát biểu ở trong cái hội nghị ở năm 2023 gọi là Taiwan West Asia and Africa Forum tức là một cái diễn đàn của à, đà, Đài Loan với lại các quốc gia ở khu vực vùng Tây Á và khu vực của Phi Châu, trong đó đặc trách về vấn đề an ninh và tội ác và trong à, trong cái lời này, phát biểu này thì nói rằng Trung Quốc đã tìm cách gây ảnh hưởng trong ngày 13 tây tháng 3 à, tháng tháng giêng vào cái ngày bầu cử tổng thống khi mà đài loan đang có cuộc bầu cử tổng thống và ông sai cho biết là lực lượng quân sự của ông cũng như là đã nhìn thấy được những đe dọa về quân sự những áp lực về ngoại giao những cái đạo luật về kinh tế cũng như những cuộc tấn công không gian mạng nhắm vào đảo quốc đài loan và điều này họ đang đốt lên cái khói thuốc súng nhiều hơn nhắm vào đảo quốc đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc đài loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, Đài Loan được xếp vào danh sách đứng hàng thứ 12 trong tổng cộng 20 quốc gia giàu có nhất trên thế giới. Bản tin mới nhất cho biết thì một trang website về tài chính có tên gọi là Insider Monkey đã công bố một cái mức gọi là 20 quốc gia được xem là giàu nhất trên thế giới dựa trên cái GDP và đầu người. Trong đó thì Đài Loan đứng hàng thứ 12 với mức lợi tức đầu người trung bình là 73.344 mỹ kim, trong khi Singapore đứng đầu là 157.354 35 mỹ kim và trong đó thì insider Mackey cho biết rằng là trong đây thì những quốc gia được xem là có danh sách hàng đầu và bao gồm luôn cả cái dữ liệu mà họ lấy từ cái lợi tức GDP đầu người và từ ở cái quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng như là việc mà có khả năng mua lại tất cả những cái tài sản của từng quốc gia. Theo tường trình của danh sách 20 quốc gia giàu có nhất trên thế giới, 5 quốc gia đứng đầu là Singapore với lại mức lợi tức đầu người là 157.354 mươi Kim cho một năm. Luxembourg đứng hàng thứ hai là 142.490 Mỹ Kim. Qatar là 124.834 Mỹ Kim. Ireland là 124.596 Mỹ Kim. Và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là 88.221 Mỹ Kim. Được xem là lợi tức của năm quốc gia cao nhất. Và trong số này thì uh, Đài Loan uh, đứng hàng thứ 6 ở trong số 20 này là Thụy Sĩ. Rồi tiếp đến là tới... Uh, Naui, tới Hoa Kỳ, tới uh, San Marino, tới Brunei, tới Đan Mạch, tới Đài Loan, tới uh, Netherlands, tức là Hòa Lan, rồi tới Iceland, tức là Băng Lan, tới Áo, tức là Australia, tới Andorra, Đức, uh, Thụy Điển, uh, Bỉ và Australia, tức là nước Úc. Đây là 20 quốc gia mà mức lợi tức đội người cao nhất trên thế giới. Đây được xem là một trong những cái... Uh, nhận định của cái trang tài chính có có cái tên gọi là insider đã đưa ra và insider monkey được xem là một cái trang ghi nhận tất cả những cái lợi tức trên đầu người của từng quốc gia đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay giá xăng đã lên tới 24.000 một lít xăng ở Việt Nam và điều này cho thấy tình trạng giá xăng đã bắt đầu bị đánh trở lại cái giá nguyên thủy của nó tại Việt Nam theo tường trình từ Bộ Công Thương cho biết, thì giá xăng trên thị trường Việt Nam hiện nay là tăng lên tới 410 đồng ở mức là 23.920 đồng. Và điều này không có dừng lại và có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, sau khi bùng nổ cái chiến sự của Hamas và Do Thái ở tại Trung Đông, cũng như là các quốc gia nằm trong khối OPEC có thể sẽ cắt giảm sản lượng dầu thô và điều này sẽ ảnh hưởng tất cả giá dầu thô trên toàn cầu và trong đó thì Việt Nam sẽ phải bị đánh trả lại cái giá mà trước đây nó đã bị đè xuống cái giá thấp hơn. Và điều này có nghĩa là người dân Việt Nam sẽ phải chi trả giá xăng cao hơn so với thường lệ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay do tình trạng giá xăng tăng cao và việc buôn lậu năng lượng đã diễn ra và ít nhất là phía cảnh sát biển của cộng sản việt nam đã liên tục bắt giữ các tàu cá nhưng mà lại chở dầu uh, dio và họ cho rằng những dầu này là không rõ nguồn gốc tuy nhiên người ta vẫn xác định những tàu chở dầu này có thể đến từ trung quốc và tình trạng buôn dầu lậu và buôn xăng lậu đã diễn ra Bản tin mới nhất cho biết, cảnh sát biển của Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ một loạt các tàu chở dầu mà trong đó họ là tàu cá và những dầu này gọi là dầu Dio không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ hợp pháp đây được xem là một trong những cái uh, cuộc phát hiện mới nhất của khu vực ở uh, vùng uh, 3, tức là cái bộ tư lệnh vùng 3 trong đó thì họ chở khoảng 90.000 lít dầu Dio và không biết được nguồn gốc của dầu này từ đâu. Tuy nhiên thì uh, với sự nhận định của các cái giới gọi là buôn bán đồ lậu ở tại Việt Nam thì hầu hết những cái thùng dầu này là có dấu hiệu đến từ Trung Quốc trong đó thì những chiếc tàu này là những chiếc tàu đánh cá chứ không phải là tàu chở dầu tuy nhiên thì họ đã giấu những cái dầu ở trong cái à, hầm cá và sau đó thì đã bị công an phát hiện và bắt giữ đây được xem là một trong những cái à, cuộc buôn lậu về dầu trên mặt biển nhiều nhất đang diễn ra ở vùng biển việt nam đặc biệt là khu vực gần quần đảo hoàng sa và kể cả đảo hải nam nơi được xem có rất nhiều những cái à, giao dịch buôn lậu giữa các ngư phủ trung quốc và ngư phủ việt nam trong việc mà đánh bắt cá nhưng mà thật sự họ lại là những tàu buôn dậu lầu ở trên mặt biển đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay một trong những người được gọi là đại biểu của Cộng sản Việt Nam tại Quốc hội có tên là Trần Thị Thanh Lam đã lên tiếng cáo buộc nói rằng người nông dân đã bị bóc lột rất nhiều bởi vì họ bán giá rất thấp và khi mà mặt hàng nông sản của họ được bán ra có lúc đổi giá lên tới 200% trăm phần trăm bà Trần Thị Thanh Lan là lên tiếng và nói rằng khi mà các nông dân sản xuất các cái uh, sản phẩm của họ bao gồm cả trái cây, rau quả và kể cả gạo thì vấn đề ở chỗ là họ bán bị ép giá rất thấp khiến cho đời sống họ gặp khó khăn. Trong khi sản phẩm của họ làm ra thì được bán với cái giá cao ngất ngưỡng ở trong các siêu thị và các cái uh, trung tâm bán về uh, rau cải cũng như trái cây tại Việt Nam. Bà nói rằng một trái dừa sim nếu mua ở Bến Tre ngay gốc giá chỉ có 4.000 đồng. Nhưng mà khi ra tới thị trường lên tới Sài Gòn và những nơi khác thì nó sẽ có giá từ 15.000 cho tới 30.000 đồng. Và tất cả những sản phẩm khác bao gồm luôn cả nông sản và kể cả những cái thú gia cầm cũng đã bị ép tương tự như vậy. Và điều này cho thấy là giới nông dân Việt Nam đã bị những đầu nậu đa số là thân tính của nguồn máy cai trị hoặc là thân nhân của nguồn máy cai trị đã o ép đối với lại nông dân trong lúc mà họ sản xuất rất nhiều những cái nông hải sản cũng như là thú gia cầm và các cái loại thú để làm thịt ví dụ như là gà bò heo vân vân họ đã bị ép giá một cách khủng khiếp bởi ta tất cả những công ty đầu nậu và hầu hết những công ty đầu nậu này lại là những công ty sân sâu của các cán bộ đảng viên đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye